Tân thuyền trưởng Hóa chất Đức Giang Lào Cai chỉ thẳng vấn đề sau thất bại tại cúp Hùng Vương 2024. Huấn luyện viên Phạm Văn Long có những chia sẻ về trận đấu bán kết hai cúp Hùng Vương 2024 giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Sau thất bại đầy tiếc nuối trước VTV Bình Điền Long An tại trận bán kết hai cúp Hùng Vương 2024, Hóa chất Đức Giang Lào Cai chính thức trở thành cựu vương của giải đấu trận đấu này đã chứng kiến sự nổi trội của các cầu thủ trẻ từ đội long an với những pha thi đấu xuất sắc từ trà my khánh vi và ngoại binh chen tây giang sau khi kết thúc trận đấu tân huấn luyện viên trưởng của hóa chất đức giang lào cai phạm văn long không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của các cầu thủ trẻ tài năng từ đối thủ ông nhận xét cao về sự trưởng thành và khả năng thi đấu của đội long an đồng thời thừa nhận rằng đội của mình đã gặp phải sự vượt trội của đối thủ sự xuất sắc của đội long an không chỉ làm cho hóa chất đức giang lào cai phải chấp nhận thất bại mà còn đặt ra nhiều câu hỏi cho đội bóng này trong việc phát triển và tái cơ cấu đội hình trong tương lai tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên phạm văn long hy vọng rằng đội hóa chất đức giang lào cai sẽ vượt qua thử thách này và trở lại với vị thế mạnh mẽ trong các giải đấu sắp tới điều đầu tiên tôi muốn chúc mừng các em vận động viên trẻ của vtv bình điền long an với chiến thắng ngày hôm nay toàn đội long an có một tinh thần thi đấu rất tốt đặc biệt các kỹ thuật phòng ngự, đỡ bóng hàng sau của họ có phần nổi trội hơn so với các cầu thủ của hóa chất Đức Giang. Đây chính là yếu tố quan trọng làm nên kết quả này của VTV Bình Điền Long An. Cựu chiến lược gia của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề mà đội bóng của ông gặp phải trong trận thua đáng tiếc này. Đội hóa chất Đức Giang Lào Cai hôm nay chưa làm tốt được việc phòng ngự, đỡ bóng hàng sau. Điều này khiến chúng tôi mất đi sự tổ chức trong việc phối hợp tấn công. Ngược lại, VTV Bình Điền Long An làm rất tốt ở việc này. Do đó, để có thể giành chiến thắng trước Long An là cả một vấn đề với hóa chất Đức Giang. Sau khi rời bỏ vị trí huấn luyện viên của Kinh Bắc Bắc Ninh, Phạm Văn Long đã quyết định chuyển đến dẫn dắt đội bóng hóa chất Đức Giang Lào Cai, thay thế cho huấn luyện viên người Thái Lan O'nacho. Sự kết hợp giữa một đội bóng được đầu tư lực lượng mạnh mẽ và rất khác danh hiệu với một huấn luyện viên có thành tích ấn tượng, từng đoạt 10 lần ngôi vô địch quốc gia, khiến giới mộ điệu đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ông long sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để đưa hóa chất đức giang lào cai trở lại với vị thế vốn có tại các giải đấu sắp tới điều này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về chiến thuật và kỹ thuật của môn thể thao này mà còn đòi hỏi khả năng lãnh đạo tinh thần đội nhóm và khả năng tương tác với cầu thủ ông long sẽ phải nắm vững tình hình đội hình đặc điểm của từng cầu thủ để có thể tối ưu hóa hiệu suất thi đấu của đội bóng trên hết ông sẽ cần có khả năng tạo ra một môi trường đào tạo và thi đấu tích cực nơi mà cầu thủ có thể phát triển tối đa khả năng của mình và cống hiến hết mình cho đội bóng cùng với đó ông cũng cần phải xây dựng một chiến lược dài hạn cho đội bóng bao gồm cả việc phát triển tài năng trẻ và xây dựng một đội hình cạnh tranh ổn định trong tương lai tuy nhiên với kinh nghiệm và tài năng của mình phạm văn long chắc chắn sẽ là một nguồn động viên lớn cho hóa chất đức giang lào cai trong hành trình chinh phục các danh hiệu trong tương lai